đứng lên cho, đứng lên, đứng, đứng lên nào, đứng lên nào, đứng nhận đấy cho tao. Nhưng mà mày đánh con này, nó con này lại đi để lại giật mình cái gì? Vừa mới nhổ một đống lông tai xong, nhỏ nước mắt cho xong, ngoáy lông tai bây giờ lại đi để đó rồi. Ôi, yêu thương chúng mày à. Hai đứa đứng nguyện để tao nhá. Hiểu gì không? Con này thì lúc nào như kiểu là tội lắm mép nhưng mà đại lắm. Có con này nữa học đòi cả buổi sáng hôm nay, chơi đến tận giờ này đi để một con xòe biết ngay mà tao biết ngay mà mỏi chân thì phải đứng lên, không có khuỵu cái gì cả, đứng lên hư gì đó điền hết cả người ra. Bố chúng mày gì hả? Con này thì chưa biết sợ đúng không? Con này thì dễ rồi, đứng lên nhanh. Ôi giời. Các tiêu đau gái đau có trang điểm lúc mình bị trợ lên mạng mà. Hả? Chị, đây là lần thứ mấy rồi? Nói mà còn bị bệnh như này. Không lạy nữa, không lạy nữa. Im, đứng đây phạt. Không lạy nữa, xin hỏi cái gì? Bực lắm rồi đấy, không lạy nữa nhá. Ra ngoài đường, đứng yên đấy. Không lạy nữa. Dạ, đứng yên đấy. Cứ giơ tay lên là lạy à hả? Đánh thử một trận nhá, thì ủ mỏ ra nhá. Chỉ có lạy lục văn xin là nhanh thôi. Á à, mất dậy. Suốt ngày chỉ lạy thôi. Lạy mãi mà cuối cùng vẫn cứ đại bệnh là sao? Xin ăn với cả lạy thì nhanh. Đáo lếu nuôi nó. À, tao không quát nó thì mày không lạy là hả? Mất dậy này. Lại không tha nữa. À lại đây. Mày làm gì nó nhìn mà chạy lắm. Lại lục văn xin suốt thôi. Đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Quay em luôn, quay xe xe nha. Tại sao? Đó, tao nói là không có giọt nước. Đã nói là biết chưa? Không có giọt nước nghe không? Mà tại sao giọt nước lì gì hả? Lì gì hả? Đứa anh mai mốt là tao thấy mà giọt nước ở trong nhà đồng một cái dạt cái mặt nghe chưa? Nghe chưa? Nhớ nha. Nói biết bao nhiêu lần, thánh biết bao nhiêu lần mà không có giọt nước. Đang lên mày gọi nhớ cho tao à? Rồi, cho tao à. Tắm ấy nghe chưa? Đi vô trong nhà tắm nghe chưa? Nghe chưa? Đây này hả? Bà Huy nói con bao nhiêu lần rồi? Tại sao con cứ đá ỉa bậy bạ trong nhà rồi bắt ba đi lâu hả đây này? Con ngồi yên đó, không được động đậy. Tại sao? Ba Huy đánh cảnh cáo con nghe chưa? Nè nè, ngẩng đầu lên. Con đừng có nhìn cái cây này. Ba Huy đánh con á là do con đá gì vậy bà? Đá cái gì đấy một bãi thôi. Do ba Huy còn đi dọn nghe chưa? Sao con mà cứ con vừa mới thấy ba Huy dọn xong rồi lại con lại bắt đầu làm thêm một bãi nữa. Con có thương ai trong nhà này hết phải không? Danny. Ngồi thẳng lên. Nè. Ông ngồi thẳng lên cho tôi. Bây giờ ông quay mặt vô tường rồi đúng không? Danny, con quay qua đây. Quay qua đây cho ba Huy nói chuyện nhanh lên. Con quay qua đây. Sao con quay qua vô tường? Giấy tường. Đấy, ôm giấy tường nghe chưa? Đứng im đấy, nhớ đấy, cứ ôm cái giấy đấy. Tội này hư quá là hư rồi. Con đứng đấy. Hư không nhìn mẹ. Đứng im. Không nhìn ai hết. Cậu kêu cái gì mà cậu tiếng? Con không nhìn ai hết.
tờ giấy ấy cho mẹ. Nào, nhìn đi đâu, đứng im, cầm cái tờ giấy im đấy. Không nhìn ba. Đứng yên. Không nhìn. Ai thầy vậy Ruki? Hư quá. Đứng im đấy. Trông cái mặt kìa, nhân 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 nhân. Tại sao hả? Mà chút sao hả? Tại sao ỉa đái trong nhà suốt ngày vậy hả? Sáng tao mở cửa rồi vậy đó, đái vậy tối á không chịu ỉa đi, tối không chịu ỉa đi. Mà chút tối không chịu ỉa đi. Bây giờ vừa đưa cho nhà là quất mãi, vừa đưa nhà quất mãi, sáng là một đống luôn rồi. Ngày nào quét thức, ngày nào quét thức, ỉa gì mỹ quá trời ỉa vậy hả? Thôi đi, sao hiền nhau nghe không, nghe không, nghe không, hỏi nhau nghe. Mỗi lần chửi cái mặt xuống à, vậy mình có tội lỗi gì lắm vậy hả? Mình phải có, mình đâu vừa hả, nó có vừa đúng không? Tội lỗi gì gục mặt, tại sao gục mặt? Đưa cái mặt lên nhìn nè, nhìn thẳng ở đây con, một lần nữa là bà đánh nó nghe không, nghe không? Ở dơ vừa vừa đó gần cái rồi nghe. Ở tay, ở tay đây chim pi.